Bộ ảnh cưới giữa phố bị chê phản cảm, Sĩ Thanh vẫn phát ngôn tự tin thế này. Vài ngày qua, những khoảnh khắc trong bộ cưới của Sĩ Thanh đang được cộng đồng mạng chia sẻ trên khắp các diễn đàn. Điều đáng nói ở đây, cô đã diện váy cô dâu cực sexy và có thể nói là táo bạo nhất từ trước đến nay. Chẳng những thế, cô còn có những màn tạo dáng đầy gợi cảm ngay trước các địa điểm nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh như nhà thờ Đức Bà, nhà hát lớn, bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi các hình ảnh này được đăng tải, công chúng khá giật mình và nhận xét rằng đây là những khung ảnh khá nhạy cảm và không phù hợp. Đồng thời, bộ trang phục của cô cũng tạo nên cảm giác nhức mắt, phản cảm cho đối phương. Trước làn sóng dư luận dữ dội, Sĩ Thanh còn tự tin khoe chọn bộ ảnh trên trang cá nhân và bình thản chia sẻ: "Người ta đồn em phát ế lấy chồng, thôi thì em bật mí cho mọi người nè, em đẹp thì em cứ khoe thôi, đi cùng đó là hết tăng cứ khoe thôi." Lần này Sĩ Thanh đã táo bạo quá mức mới có thể diện bộ váy đốt mắt mọi người thế này. Đây chẳng phải là một chiếc áo cưới như truyền thống mà nó giống như một bộ body shop màu nâu đơn. Việc mọi người bức xúc vì bộ ảnh này cũng có nguyên nhân, với lẽ địa điểm cô chụp là những nơi tượng trưng cho thành phố và có ý nghĩa đối với công chúng. Đồng thời, vẻ đẹp của các địa điểm này bấy lâu nay vẫn được đưa vào sách báo nên càng không phù hợp cho những khung ảnh sexy hở bạo như Sĩ Thanh vừa thực hiện. Bị đồn sang Mỹ dưỡng thai, Phạm Hương khẳng định đi trị bệnh. Thời gian gần đây, một trong số thông tin trên mạng xã hội cho rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Phạm Hương đang mang thai nên vắng bóng khỏi showbiz. Thông tin này càng được cho là đúng khi Phạm Hương ở suốt Mỹ nhiều tháng qua, không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào. Người đẹp 27 tuổi vừa lần đầu tiên lên tiếng về lời đồn đại này. Theo Phạm Hương, là người của công chúng, cô đã quá quen bị đồn đoán nhiều chuyện. Sau nhiều năm hoạt động showbiz và trở thành mỹ nhân hàng đầu, Phạm Hương học được cách giữ sự bình tĩnh lạc quan với cuộc sống. Quan trọng nhất, bản thân chúng ta biết gì và làm điều gì đúng. Tôi tin những ai yêu thương và bên cạnh suốt thời gian qua ủng hộ những bước đi tiếp theo của tôi bằng sự chân thành nhất, Hoa hậu chia sẻ. Đại diện truyền thông của Phạm Hương cho biết, thêm thời gian cô sang Mỹ điều trị bệnh tuyến giáp, một dạng gây rối loạn nội tiết thường gặp. Trên thế giới có khoảng 200 triệu người mắc bệnh và tỷ lệ nữ giới mắc bệnh gấp 10 lần nam. Dù bệnh không nghiêm trọng, người đẹp từng sang Singapore điều trị nhưng kết quả không khả quan. Do đó, cô quyết định gác lại các hoạt động nghệ thuật dành thời gian trị bệnh. Sang Mỹ dịp này, Phạm Hương đi cùng mẹ để hai mẹ con có thể khám phá nhiều danh lam thắng cảnh kết hợp nghỉ dưỡng. Trong thời gian điều trị, Phạm Hương dành thời gian tìm hiểu thị trường giải trí tại Mỹ và quyết định ký hợp đồng hợp tác Real New Active. Đây là một công ty thành lập tại Hawaii, Mỹ, chuyên cung cấp nghệ sĩ cho thị trường Mỹ và châu Âu. Việc gia nhập công ty giúp Phạm Hương được phát triển hình ảnh tại Mỹ và thực hiện mục tiêu mong muốn lấn sân thị trường quốc tế. Tuy nhiên, quá trình điều trị bệnh đòi hỏi phải nghỉ ngơi nên Phạm Hương vẫn chưa có nhiều hoạt động với vai trò mới. Người đẹp này bày tỏ cảm xúc nhớ nhà lẫn công việc bởi cô ấp ủ nhiều kế hoạch. Tôi muốn tận dụng cho cơ hội học hỏi, phát triển bản thân. Điểm dừng này chỉ là một bước đệm cho tôi đủ năng lượng cho những dự án mới. Tôi sẽ sớm trở lại showbiz, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khẳng định. Phạm Hương sinh năm 1991, quê ở Hải Phòng. Cô từng lọt vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2014, đoạt vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và giữ Miss Universe cùng năm. Nhờ sự thể hiện nổi bật, cô được đông đảo khán giả yêu mến và nhanh chóng trở thành người đẹp được săn đón của showbiz. Sau đó, cô làm huấn luyện viên của chương trình The Fight 2016 và The Vlog 2017. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!